Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Huawei Việt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đấy là cái bộ sạc siêu nhanh Super Charge, công suất là 40W dành cho điện thoại Huawei. Cái bộ sạc này thì hiện tại nó đang hỗ trợ cho con Huawei Mate 20 Pro với công suất lên đến 40W, thì các bạn có thể sạc trong vòng 30 phút thì có thể được khoảng tầm hơn 70% pin, rất là nhanh. Và đối với cái sản phẩm này thì nó có 3 dòng da, đó là 5V 2A là sạc thường, 9V 2A là sạc nhanh và 10V 4A là sạc Super Charge. Tất nhiên đây là bộ sạc này là sạc chuẩn Type-C với cái cọng cáp dài khoảng 1 mét. Đây ạ, USB Type-C, bộ sạc chính hãng của Huawei. Nguyên hộp của sản phẩm nó như thế này ạ. Đây, và tem của Huawei ở mặt sau, tem là serial number của bộ sạc. Thì đối với cái sản phẩm sạc điện thoại này thì cái hàng nhái, hàng trôi nổi trên thị trường rất là nhiều, thì các bạn lưu ý khi mà mua hàng thì chọn những đơn vị uy tín để mua được sản phẩm chính hãng. Thì các bạn có thể truy cập vào cái link ở bên dưới phần mô tả của cái video này, thì các bạn sẽ tham khảo thêm những cái thông số kỹ thuật cũng như là cái giá bán của sản phẩm tại Huawei Việt. Bây giờ mình sẽ mở hộp cái bộ sạc nhanh Super Charge 40W này. Nó sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Ok, chúng ta bỏ qua. Một cục sạc nhanh Super Charge. Đã. Đây, phần mặt trên của cục sạc thì nó có một cái cổng USB và logo Huawei. Các cạnh thì không có thông số gì cả. Chân sạc của nó là chân dẹt. Ở bên dưới thì các bạn có thể nhìn thấy ạ, Huawei Super Charge mắt 40W ạ. Ok. Nó có đây, cái thông số kỹ thuật như là đầu vào 100 đến 240V. Đầu ra là 5V 2A, 9V 2A và 10V 4A là dòng điện mắc. Thì đối với cái củ sạc này, nếu mà các bạn sử dụng để sạc cho những cái thiết bị khác, ví dụ như những cái dòng điện thoại Huawei Mate 20 hoặc là Mate 20X, thì nó sẽ nhận cái dòng sạc nhanh là 9V 2A. Còn đối với khi các bạn cắm sử dụng cho Mate 20 Pro thì nó sẽ nhận cái dòng sạc là đấy, nó sẽ nhận cái dòng sạc cao nhất là 10V 4A. Ok, và đi kèm cái bộ sạc thì tất nhiên là nó sẽ có một sợi cáp chuẩn Type-C. Các bạn có thể nhìn cái cáp sạc chính hãng của nó thì cầm rất là dày dặn và chắc chắn đó. Cáp dây cáp sạc thì dài 1 mét. Các bạn nhìn thấy là cái bên loãng ở bên trong nó có một cái nhựa màu tím ở cả cái đầu Type-C lẫn cái đầu micro USB. Với cái bộ sạc chính hãng của Huawei này thì các bạn sạc cho mình đã test thử trên chiếc Huawei Mate 20 Pro, thì các bạn sạc trong khoảng tầm 30 phút thì nó sẽ lên được khoảng tầm 70-71%, rất là nhanh, cực nhanh luôn ạ. Công nghệ Super Charge của Huawei. Ok, để tìm mua sản phẩm bộ sạc chính hãng của Huawei thì các bạn có thể truy cập vào website huaweiviet.vn hoặc liên hệ đến số hotline 0823 996 99888. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.